Sơn Đông xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Ngày hôm nay đây, công ty của chúng em sẽ giới thiệu cũng như ra mắt một sản phẩm về bộ bàn ăn giúp cho mọi người gắn kết hơn, có thời gian thư giãn hơn sau những giây phút làm việc mệt mỏi bên ngoài. Thì sản phẩm ngày hôm nay đó chính là một bộ bàn ăn siêu đẳng cấp và siêu VIP với chất liệu gỗ cẩm lai cực kỳ cao cấp. Đó là một mẫu bộ bàn ăn tròn mâm xoay hiện đại gồm 8 ghế, và bộ bàn ăn này đang được Sơn Đông bày bán với mức giá niêm yết đó chính là 119 triệu đồng. Cho bộ bàn ăn cẩm lai 8 ghế bàn tròn sơn ta. Và sẵn đây em cũng xin cho tất cả các quý khách hàng biết rõ thêm về lợi ích của việc sơn ta trong những sản phẩm nội thất gỗ. Sơn ta có độ dính cao, khi khô rất bền, không bong tróc, không thấm nước, không mối mọt, không rạn vỡ. Màu sơn có độ trong và bóng cao, giúp màu sắc trở nên rực rỡ, sâu thẳm và bền màu hơn. Đó là những nét ưu việt của việc sơn ta. Tính chất màn sơn đã được các nhà khoa học như Nhật, Pháp và Việt Nam sau khi nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng màn sơn có tính cách điện và cách nhiệt rất tốt, chịu được nhiệt độ đến 410 độ C, chống chịu tốt đối với các vi sinh vật và các loại axit, vì vậy mà bảo vệ sản phẩm bên trong rất là lâu bền. Về chất gỗ cẩm lai, từ xưa đến nay, hầu hết tất cả mọi người đều biết đây là một chất gỗ vô cùng cao cấp. Với giá trị mà những sản phẩm của gỗ cẩm lai mang lại không thể nào bàn cãi được. Còn về mẫu mã ở bộ bàn ăn ngày hôm nay, với kiểu cách là bàn tròn, phía trên có một tấm kính phủ nguyên tấm bàn là dày 8 ly và kèm theo một mâm xoay nhỏ ở giữa lòng bàn, giúp cho tất cả mọi người khi ăn có thể dễ dàng lựa chọn được những món ăn ngon mà không phải mất thời gian di dời tới lui. Còn mẫu ghế ăn thì được chạm đào vô cùng đẹp mắt và sang trọng, có ý nghĩa đem lại sự trường thọ an khang. Về mặt phong thủy thì rất tốt cho gia chủ. Và như vậy, với mẫu bàn ăn vô cùng thời thượng và hiện đại, chỉ được bán với mức giá vô cùng hấp dẫn là 119 triệu đồng, thì quý khách hàng có thể có ngay một bộ bàn ăn cực đẳng cấp, siêu sang xịn dành cho ngôi nhà, đặc biệt là phòng ăn của chúng ta. Như mọi người thấy đó, chân bàn ăn cũng được làm rất là cầu kỳ và sang trọng, khác hẳn với những chân bàn ăn thường. Vì vậy mà giá thành khi đưa ra là vô cùng hợp lý. Vì vậy nên tại sao nói những sản phẩm của công ty Sơn Đông sản xuất ra không kịp bán là do chất lượng, mẫu mã, giá cả đều vô cùng phù hợp. Vậy nên khi chọn công ty Sơn Đông là nơi mua sắm thì quý khách hàng cứ yên tâm về chất lượng và giá cả. Khi một sản phẩm được bán ra sẽ đi kèm là một chế độ bảo hành 5 năm bảo trì vĩnh viễn, 1 đổi 1 trong 30 ngày sử dụng đầu tiên, free ship nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ và một số tỉnh lân cận. Như vậy thì còn chần chừ nữa mà không nhấc máy alo cho em vào số hotline 0937 708 294 để được sở hữu ngay một bộ bàn ăn sang xịn và đẳng cấp như này về cho không gian nhà bếp của chúng ta nào.